Chào mừng quý vị và các bạn cùng đến với kênh Phong Thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt thầy Sa Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị tấn tài, tấn lộc, vạn sự hành thông. Như quý vị đã biết, tuổi Mùi đại diện cho những người sống giàu tình cảm, nhân hậu, tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Đặc biệt, người tuổi này thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Vậy nên trong năm 2023 Quý Mão, tuổi Mùi là một trong những con giáp cực kỳ thành công, tiền bạc bỗng dưng ùn ùn kéo đến, giàu không đỡ nổi. Trong năm 2023, trong công việc của người tuổi Mùi rất chi cảm thấy thoải mái và có nhiều thành tựu lớn trong năm. Tuy nhiên, khi thành công thì tuổi Mùi không tránh khỏi bị lợi dụng công sức của chính mình. Khi mà bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn, cực khổ đều do mình làm, nhưng tới lúc được công nhận thì hoàn toàn xứng đáng. Công việc vẫn tiến triển tốt là vì tuổi Mùi làm việc có lý trí, quyết định tỉnh táo. Bạn luôn đặt ra những yêu cầu cao cho mình và cố gắng hoàn thành đúng thời gian và không để ai phải phàn nàn về bất cứ điều gì cả. Vậy cụ thể vận trình năm 2023 của người tuổi Mùi như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi bài phân tích chi tiết ngay sau đây. Tổng quan tử vi của gia chủ tuổi Mùi năm 2023 Quý Mão. Sang năm Quý Mão, tuổi Mùi được tam hợp mộc cục trợ mệnh, vận khí hanh thông, đón nhiều cát lành, thậm chí xuất hiện bước tiến mang tính đột phá ở nhiều phương diện. Năm nay, bản mệnh gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa. Khi vừa có quý nhân vượng, sức phấn đấu vô cùng mạnh mẽ, gia chủ mưu sự lớn dễ thành, làm ăn thuận lợi, kinh doanh hay đầu tư có thể thắng lớn. Năm Quý Mão, người tuổi Quý Mùi sẽ gặp được một vài cơ hội hợp tác và đầu tư lý tưởng. Đây chính là dịp để bản mệnh phát huy những tài năng vẫn giấu kín suốt bấy lâu nay. Bạn có thể trở thành một người chủ động hơn khi nắm bắt cơ hội thuộc về mình và giành lấy những điều mình mong muốn. Phương diện tình duyên gia đạo nảy sinh nhiều bất cập nhưng nhanh chóng được giải quyết, chuyện to hóa nhỏ. Năm mệnh đào hoa vượng hơn nhưng chủ yếu là đào hoa sát, thu hút các mối quan hệ không hoàn toàn tốt, khó có thể tiến tới hôn nhân. Nữ mạng yêu đương gặp phải chuyện buồn, chưa thể tiến tới giai đoạn hạnh phúc viên mãn được. Sức khỏe tuy không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng nhưng nhiều hung tinh chiếu mà khó tránh tai nạn bất ngờ về xe cộ hoặc gia chủ nước. Có thể có động chạm về dao kéo như mổ xẻ, phẫu thuật, cần hết sức lưu ý. Trong năm 2023 Quý Mão, các gia chủ sẽ cần cẩn trọng chú ý tháng Ất Sửu, tháng 12 âm lịch, từ ngày 11 tháng 1 cho đến ngày 9 tháng 2 năm 2024 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với những gia chủ tuổi Mùi, vào những ngày này không nên tiến hành những công việc trọng đại. Tử vi sự nghiệp, quan vận của mệnh chủ tuổi Mùi năm Quý Mão 2023. Xem tử vi 2023 của tuổi Quý Mùi về phương diện sự nghiệp, năm Quý Mão, chủ lợi về các dự án hợp tác làm ăn, kinh doanh, buôn bán, bản mệnh có thể dựa vào chính sức mình để làm được những điều mình muốn, hoàn thành kế hoạch đề ra với thành tích xuất sắc. Bản mệnh dù làm ở vị trí nào cũng đều có thể giành được thành công, nhất là những người làm trong lĩnh vực marketing thì khả năng thành công lại càng cao, chẳng những thăng quan tiến chức mà còn có thêm thu nhập. Quý nhân tam hợp nâng đỡ, bản mệnh phát huy tài năng thiên bẩm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tham vọng thăng tiến, mãnh liệt. Theo đó, hiệu suất công việc tăng cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao, mở ra nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Những kế hoạch ấp ủ đã lâu sẽ dễ dàng mang tới thành công, bản mệnh cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng cho mọi tình huống để tránh những tình huống bất ngờ phát sinh. Ngoài ra, mệnh chủ cũng đừng quá chủ quan khi thấy mọi chuyện suôn sẻ, dễ chịu. Trong năm vẫn có điềm báo xung sát, họa thị phi vây quanh nên chỉ cần sơ suất mắc sai lầm hay đắc tội với tiểu nhân là cũng có thể gặp chuyện phiền phức, rắc rối, nghiêm trọng hơn có thể dính dáng tới pháp luật. Tử vi về tài lộc, tiền bạc của mệnh chủ tuổi Mùi năm Quý Mão 2023. Xem tử vi tuổi Mùi 2023 dưới sự hỗ trợ của các cục tam hợp, tài lộc trong năm khá tốt, nhất là những người sinh vào các tháng 4, tháng 5 và 6 âm lịch nhận được tài khí vượng, tiền bạc hanh thông, bất ngờ, kiếm tiền như hái, bù gấp mấy lần so với những hao hụt của năm ngoái. Năm có nhiều cát tinh xuất hiện, gia chủ không cần quá lo lắng về vấn đề tài chính bởi không còn quá phụ thuộc vào một nguồn thu như trước. Ngược lại, bản mệnh biết đa dạng hóa các danh mục kinh doanh hay đầu tư vật chất khác nhau, nguồn tiền lưu chuyển nhịp nhàng, thu về hàng tháng ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống. Có điều, cát thần này cũng kích hoạt mạnh ham muốn cá nhân, tuổi Mùi có xu hướng thích hưởng thụ hơn,
Theo đó, chi tiêu tiền bạc trong năm cũng rất lớn. Nếu không cân đối thu chi hợp lý, e rằng tiền núi kiếm được rồi cũng tiêu tán bằng sạch. Hết sức lưu ý vấn đề này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc vào năm 2023, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân hợi mão mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tử vi về sức khỏe của mệnh chủ tuổi Mùi năm 2023 Quý Mão. Vận trình sức khỏe của tuổi Mùi trong năm 2023 khá tốt, không có nhiều vấn đề lớn và nghiêm trọng. Thái tuế trong năm là cát tinh, song vẫn có hung tinh đeo bám nên khó tránh những thương tích nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến tổng thể sức khỏe của bản mệnh. Tuy nhiên, tuổi Mùi nhớ nên tránh đi đến những nơi ẩm ướt, tối tăm hay nhiều nước như sông hồ, ao suối, nơi âm khí vượng để tránh hậu họa về sau. Bản mệnh cũng nên lưu ý sắp xếp gọn gàng, kín đáo những vật kim loại sắc nhọn trong nhà để tránh thương tích không đáng có. Cạnh bàn, cạnh tủ, nếu quá sắc bén thì nên tìm cách khắc phục. Mệnh chủ nên hạn chế tham gia các hoạt động mạo hiểm hay hoạt động ngoài trời để giảm khả năng thương tích cho mình. Cũng nên lưu tâm hơn đến vấn đề tiêu hóa, dễ mắc bệnh dạ dày hay là đại tràng. Tử vi về tình cảm của mệnh chủ tuổi Mùi năm Quý Mão 2023. Xét toàn cục diện tử vi 2023 thì thấy rằng phương diện tình cảm, gia đạo của tuổi Mùi khá ổn, không nảy sinh những sự việc nghiêm trọng dẫn tới chia ly hay đổ vỡ. Trong năm vận đào hoa của nam giới vượng hơn nữ giới, nhưng đa phần là đào hoa xấu, có thể thu hút các mối quan hệ mờ ám, không tốt cho cả người độc thân lẫn những ai đã kết hôn. Nếu không thoát được sự cám dỗ tử sắc, e rằng hạnh phúc gia đình bị đe dọa, nữ mệnh tuổi Mùi dễ hút đào hoa xấu, trong gia đình vốn đã có chuyện buồn hoặc xung đột từ trước, nay lại càng thêm rắc rối và u sầu. Cần đề phòng bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt cả tình và tiền. Tuổi Mùi đã kết hôn cần chú ý đào hoa ảo, nên trường mực với bạn kết giao người khác giới. Đừng cho người khác không gian tưởng tượng hoặc hấp dẫn họ để tránh ảnh hưởng tới danh dự bản thân cùng sự ổn định của gia đình. Vận hạn chi tiết của từng tuổi Mùi trong năm Quý Mão 2023. Tuổi Quý Mùi sinh năm 2003. Nhìn chung, việc học tập của bản mệnh có nhiều kết quả tích cực trong thời điểm này. Nếu cần cù, chăm chỉ, bạn có thể đạt được mục tiêu đã đề ra. Nên xác định ngay từ đầu mục đích học tập của mình là gì để có thể có hướng phát triển đúng đắn. Để tránh những rắc rối không đáng có trong cuộc sống, bạn cần hạn chế mâu thuẫn với bạn bè và mọi người xung quanh. Nếu có thể, hãy giải quyết mọi bất đồng một cách hòa bình. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên chú ý xây dựng các mối quan hệ xã giao cho mình. Tử vi tuổi Quý Mùi năm 2023 về tiền bạc không có nhiều biến động đáng kể. Vì vẫn còn trẻ tuổi nên đa phần bạn nhận được sự giúp đỡ về tài chính từ cha mẹ hoặc những người thân xung quanh. Khi chưa tự chủ về tài chính thì bạn nên có cách tiêu dùng hợp lý và tiết kiệm. Người tuổi Quý Mùi có một sức khỏe tốt trong năm nay, song bạn vẫn cần nhớ duy trì lối sống khoa học, tránh xa rượu bia, thuốc lá. Hãy luôn tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông để tránh những sự cố đáng tiếc gây ra tổn thương cho chính bản thân mình và cả người khác. Tuổi Tân Mùi sinh năm 1991. Xét về tương quan thái tuế, năm nay người tuổi Tân Mùi gặp cục diện bán hợp mộc cục, báo hiệu một năm nhiều đổi mới, nhiều cơ hội phát triển đang chờ đón. Sự nghiệp có nhiều cơ hội, cơ may thăng tiến, có lợi cho các hạng mục, dự án hợp tác, mưu sự được quý nhân chỉ đường và nâng đỡ nên sẽ thành công hơn. Đồng thời trong năm 2023, bản mệnh có nhiều cơ hội giải tỏa áp lực tinh thần như đi du lịch, tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí hoặc ẩm thực. Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979. Trong năm 2023 này, người tuổi Mùi sinh năm 1979 có thể tìm kiếm được một vài cơ hội khẳng định tài hoa của mình. Song vì không đủ cố gắng, nỗ lực nên dễ bỏ dở giữa chừng, nhất là khi phải đối diện với khó khăn. Ngoài ra, bản mệnh cũng thường mắc sai lầm do sự chủ quan, lơ là của mình khi thực hiện những công việc quen thuộc. Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia chưa thực sự ổn định, hai người thường xuyên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng. Để gìn giữ sức khỏe cũng như tinh thần lạc quan khi đối diện với khó khăn, bản mệnh nhớ chăm chỉ tập thể dục, thể thao, có chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ, hạn chế tụ tập vui chơi, sử dụng chất kích thích, đồng thời tìm người chia sẻ tâm sự với mình. Tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Bước sang năm 2023, Mão Mùi bán tam hợp thái tuế mang tới cho người tuổi Đinh Mùi một năm hứa hẹn rất nhiều thành công. Công việc có cảm giác thuận lợi hơn trước, có nhiều không gian phát triển và thăng tiến trong sự nghiệp.
Tài vận cũng mở rộng nhờ các khoản lợi nhuận thu về từ các dự án hợp tác. Vận quý nhân trong năm khá vượng, tuổi Đinh Mùi mạnh dạn mưu sự lớn, sẽ được hỗ trợ nhiều về cả tinh thần lẫn tài chính. Hơn nữa, nhân duyên trong năm khá tốt, bản mệnh còn có thể gặp được những người bạn có trợ giúp rất lớn cho sự nghiệp. Tuổi Ất Mùi sinh năm 1955. Đa số tuổi này bước vào tuổi nghỉ hưu, vì vậy mà ít phải chịu áp lực do công việc mang lại. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nhiều hung tinh, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề trong gia đình. Người tuổi này dễ xảy ra tranh cãi với nửa kia do bất đồng quan điểm hoặc phải lo lắng quá nhiều cho con cháu trong nhà, khiến tinh thần trở nên mệt mỏi, dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, trong năm nay, bản mệnh cần chú ý điều chỉnh tâm lý của mình, không nên suy nghĩ lo lắng quá nhiều, không cần ép buộc người này, người khác phải làm theo ý mình. Với nửa kia, đôi bên cần chú ý lắng nghe và bao dung nhiều hơn, tránh giận dỗi vì những chuyện nhỏ nhặt. Các gia chủ tuổi Mùi trong năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ. Thưa quý vị, trong cuộc sống không phải ai cũng luôn gặp may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy trong ngày này. Qua phần luận giải tử vi của chúng tôi, quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong năm 2023 Quý Mão, từ đó sẽ có những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp tới. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!